Ok nhá, chào mừng đến với channel tôi bác lại là chú và xíu được nhà tiếp tục nên mình đem vào đây những công thức ấp câu về bờ tại cổng game tôi đề sống đọc vị mình cực kỳ hay ho nhá. Ok, tục về cầu này về tiếp là cái xíu bác năm cũ xíu thôi đấy, cái này đi lại cầu rồi đi đâu này, đi lại tiếp mình về xíu tiếp mình một cây đi đấy, xíu này về tài cho mình các bác, để về tài tiếp một cây năm cũ tiếp tài đi các bác, sáu cũng muốn cái tài đi đấy, cố gắng vào đây thì bác lại lồng tiền bác, tài được sáu một mốt không đấy, tài được không, tài này bốn này bốn bốn này, ô mà gãy cây rồi má, cái này bốn đã muộn đâu. Còn này về xử lại cái năm cũ bác này, cố gắng vào đây gọi sơ được lượm lúa ngay các bác, an toàn tuyệt đối các bác. Đấy. Xử cái năm M, lượm tiếp tin cho mình không? Cố gắng vào đây gọi là ăn chắc một bên lượm lúa cho mình chơi mát pin tại ga các bác. Xử lại cái năm nhá. Ai mà chưa follow channel tôi thì nhớ follow bác mà để hàng ngày có những công thức up cầu bờ tại cũng game video xây ấy. Và ngân dẫn đánh có độc vị cho mình hết cả nhà. Ok chưa? Hãy bớt tiếp lại cây là đi là khó nhá. Để về xỉu bác, xỉu năm cũ thôi. Có lượm tiền được không đây? Xỉu năm M lượm tiền ở đây các bác, đi xỉu năm M không? Có một sao pin này 4 này. 41 này, ô 43 lượm các bác, lượm xỉu 10 nhá. Lượm nhẹ cái xỉu 10 có gì đâu. Không khó làm gì đâu. Cầu tiếp tục về cầu bác, đi tiếp tục về cầu nhá. Đấy. 5M sao 8M tài bác, 9M tài. 9M3 về tài bác, đi lại tiếp về 9M4 về tài thôi. Đấy bác cầu ý tí ngay. Cái này tôi bắn để bẻ lại cái xỉu tôi xem nhá. Nếu mà cái này không về xỉu nha anh em ơi, là khả năng đi cái vị là mũ rất là cao bằng xanh nhá em ơi. Cái vàng xanh là cái khả năng nó áp về là mũ không, những cái này ấy là nó quan trọng với các bác. Đấy. Để về lại cái tích cái tài 94 là lượm lúa không? Tài ok lượm túm nhá. 6 này 6 5 6 quên lượm nhá em ơi. Đấy, tiếp tục về vị xỉu tới mình 10 cũ cho mình đây. Nói chung quan trọng là khả năng có câu cái câu thức cái công thức ấy. Bạn nào mà chưa có công thức ở nhà, đấy xỉu 10 cũ bác lượm tiền không? Có mình cố gắng mắt biên sơ thôi bác, đấy quan trọng là có khả năng đánh được độc lại cho mình ngay bác. 10 củ xỉu nhà, 10 củ xỉu nhà nhá. Tiếp lại tiếp một cây thôi. 10 củ xỉu bác lượm lúa không, lượm kèo không? Cái công thức nhà mình nói chung mà đánh câu thì phải có công thức ở nhà. Cầu công thức đánh dễ lắm nhà, 10 củ xỉu lượm lúa không nhỉ? Tiếp là vị tiếp bú được không đây? Cố cho ăn các bác. Người ta gọi là cái kêu cầu hay cũng nhân duyên đấy, 10 củ xỉu lượm tiền không đây. Tiếp một cây sơ thôi. 6 này. 6, ôi mà gãy các bác toang rồi. Gãy toang nhá. Má cái này cái gõ nhờ. Cái này về lại tí cái xỉu 8M đi. Như nào đây? Đem vốn vào đây 40 triệu đánh mà đi mơi. Đánh cầu thì nói chung cũng dễ dàng thôi. Quan trọng là anh em có cái công thức ấp nhịp được đánh được về hết đấy. Này xỉu lại cái 8M cho mình nữa nhá. Lại tí cái 8M nè. Cố gắng các bác cố đánh gắn, cố gắng anh em đánh được phải lượm các bác. Đánh cầu kia cố gắng phải đánh được lượm thôi. Xỉu lại cái tà cái 8M nhà lượm đúng không? Rồi. 4 này, 44 này, chuẩn vị luôn. Chuẩn mẹ nó vị luôn, ok chưa? Tiếp tục và tiếp lại cái tài với cái này 5M tiếp ạ. Ok, 5M 9 cái tài tí cho mình này. Cầu này cứ theo cầu đà đà đánh được thả ga ngay các bác. 5M 9 và tiếp tài nhá. Cố gắng ở đây đánh được lượm tiền cho mình thôi, ok chưa? Đấy, 5M 9 và tài lượm lúa nhá. Cố vào đây gọi là có cốt rồi sẽ xây nào. Tiếp tục đánh được đáp được mấy cây thả ga mình được gọi là an toàn tí mắc bên ngày nhà. Tiếp tài cái 5M 9 nhá, lượm được cái tiền không? Đấy, quan trọng đây có những công thức bắt câu về bờ ngay với cổng game mà được cổng game DDC nhá mọi. Đấy, mình nếu cái này mà thử nữa nó không về lại cầu 3 mũi thì đánh với cầu 1 mũi của mình. Không phải 31 là đánh với 1 cho mình thôi. 59 là lượm tiền nha. Ta tiếp cây không? 1 này 14 1 ô 12 có 1 nha. Cậu này tiếp lại 11 bác, cậu này đi lại tiếp 11 đi. Nếu mà cây này chắc tôi nghĩ 2 cây đi 11 đồng hoa nha. Này về xỉu đi. Xỉu 10 cũ nào. Như nào bác bể luôn bác kép mà kép 10. Đang thấy quả kép 10 nha. 10 cổ xỉu nha, 10 lượm lúa nha. 10 cổ xỉu ở nhà lượm lúa. 10 cổ xỉu ở nhà, lượm lúa tiếp về tiền bác. 10 cổ xỉu lượm lúa nè. Rồi các bác lượm tiền thơm chưa. Đấy, tiếp tục về tài cho mình một cây nhá. Tài tiếp một cây ở nhà. Tài một cây lượm lúa 45 không. Đấy. Tài lại tiếp một cây lượm lúa 45 đi. Nói chung đây có những công thức bắt cầu kè mình được cứ gọi là chơi nhá. Yên tâm yên tâm. Mát pin chơi ngay các bác. Nói chung quan trọng là cái cầu kè công thức cho mình có hết đấy. Mình vào đây cứ gọi là đập được mình cứ thải ga chơi ngay ở nhà cái chơi của NTDC em ơi. Bàn lính và đánh được mấy cây gọi là chắc cốn về nhịp cực kỳ dễ dàng nhá. Đi tiếp lại cái tài, bác đi tiếp lại cái tài 45 thôi. Bác có về cầu tài lại 45 cho mình là. Công thức có được về kèo bác ok chưa? 45 về tài lượm tiền không? Mời mong được cho ăn các bác, mong được cho ăn lượm tiền đi. 45 tài nhá, lượm tù lúa nha. Về tài tiếp một cây nè. 4 nha, 44 này, ok lượm bác thơm chưa? Đấy, rồi tiếp tục bơi tiếp cầu nè, bơi tiếp cầu nha. Đấy, này về bơi tiếp mình cái này, về lại cho mình cái xỉu bác. Tài tài chứ, về lại tài mình lại cây tầm, lại cây xỉu, lại cây 3M đi bác, 3M mấy đi. Bác vệ tiếp cầu cây bác. Cố gắng vào đây gọi chơi được lượm kèo luôn. So lại nhẹ các bác, so lại nhẹ nhá. Bác xỉu lượm lúa không nhỉ? 6 này 6 5 ù mà gãy rồi, toang rồi nhỉ. Chắc bên này vẫn là bác được một một thôi các bác. Cố chơi cố sơ thôi bác, cố chơi cố sơ thôi. Này vào tiếp cái xỉu cái năm cũ nhá. Năm cũ này đang lãi, đang lãi. Đang lãi nói chung đánh từ đánh chứ không không gì phải vội.
Quan trọng là việc đạt lãi, khi đạt lãi là dư là anh không gì phải vội đâu. Sự lợi tiết kiệm năm ở nhà. Để cố gắng anh bắt về cầu ở nhà nhá. Sự năm mới thì mình làm lúa không? Có một sơ nhá. Tiếp cầu mình thôi, chơi đập lại vị nhẹ mình cái năm mới lại còn xỉu bác, ok chưa? Hấp cầu hấp dẫn ngay các bác. Quan trọng là cầu kèo đấy gọi là ăn chắc một bề ngay ở nhà. Xỉu năm mới nhá. Làm lúa đây các bác, làm mờ xỉu đây. Đấy, năm mờ xỉu làm lúa không? Còn đây ở đây cứ lập lúa với tiền ngay không bác? Quan trọng con này cố gắng anh em ăn cầu thôi. Đấy, đang ngồi gọi là giữa trời tối bác, trời tối nó cứ mờ mờ hình ảo này, tôi ngồi có mình à. Sợ ma chứ ba luôn, nhưng mà tôi cũng đáng mình phải gọi là nặng rồi kéo các cửa điểu ra ấy. Đây ok, mẹ này mẹ mới thấy không? Mới mơ đường thọ một chiếm gió tí là tài rồi. Vẫn đang là được 5 mét thôi chứ lại to bác. Con này để mình coi lại nè. Mình coi lại mình nè. Cái này đi lại cầu 2 nhá, cầu 2 2 tài đúng không? 2 tài nhà. Để coi tiếp tục về cầu nhá. Để tiếp tục về cầu này với tiếp xỉu nhá. Để tiếp lại cái tài các bác, tiếp lại cái tài 5M thôi. Cố trang các bác, cố trang thôi. Cái này đập cái cuối đi. Ăn lá nhỏ cũng được, quan trọng là nhỏ lại to đó chuyện bình thường, quan trọng là đi mình đánh được là cứ từ tối mình chơi mã bình ngay ở nhà. 5M tài nhá. 5M tài thôi nhá. 5M tài nhà lập lúa không? 5M tài nhá. Lầm được một cây nhà, mong là lầm được cây được cái này. Cố gắng là cho ăn thôi. Đấy. 5M tài nhà. Tiếp cầu bác, tiếp cầu sơ thôi. 5M tài nhà lầm lúa không? Mày cố gắng mình coi ăn chắc một bên cho nó ăn cả nhà. Đấy. 5m tài nhà lầm lúa, lầm tiền đi các bác. Tài 5m đi. Lầm tiền cho mình đi. Rồi một này, ô tô gãy các bác đi. Con bà nó. Mà đánh cả cây này gãy các bác, khởi cái này gãy bực cái nhờ. Này gãy khởi cái bậc cô rồi, địp mẹ cái này, địp mẹ cái này đánh luôn về tài bác 20 củ luôn em ơi. Má mình anh em là khó ai, bác làm khó ai đây vậy? Còn này làm khó ai, tài chắc chắn 100% tài nhá. Lượm tiền không? Rồi 4 này, 4. Ok địp mẹ hên quá, 4 6 bác nhẹ nhàng chốt lại em ơi. Đấy lại được là 19 củ luôn, ok chưa? Đấy bạn nào thấy không? Tôi đánh là rất là uy tín ở nhà. Những cái cây nào ok là mình đã có đập luôn cả nhà, ok. Lời được 19 củ nhà. Ok tắt video nhá. 3 3 mọi người. 856 nhá.